quý vị và các bạn đến với kênh Online 24 giờ TV. Chúc quý vị và các bạn có những phút giây thật tuyệt vời cùng với chúng tôi. Và các bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật tin tức mới nhất mỗi ngày. Và ngay bây giờ, xin mời quý vị và các bạn cùng đón xem tin tức mới nhất trong ngày hôm nay. Thành Đạt, Hải Băng chịu hy sinh lớn khi cưới tôi. Diễn viên Thành Đạt biết ơn sự hy sinh của Hải Băng khi cô quyết định gắn bó và sinh cho anh ba đứa con kháu khỉnh. Nhưng kỷ niệm 2 năm ngày cưới, Thành Đạt nhớ lại ngày đầu mới quen, yêu và theo đuổi Hải Băng. Anh bảo gặp được cô là sự may mắn, mà nhờ đó anh có thêm động lực cố gắng sau cuộc hôn nhân cũ thất bại. Anh nhớ gì về lần đầu gặp gỡ Hải Băng? Chúng tôi gặp nhau khi làm việc chung trong một dự án phim Vọng Kim Lan năm 2012. Khi đó tôi chẳng có ấn tượng gì đặc biệt về Băng cả. Sau này khi tiếp xúc nhiều hơn, tôi thấy cô ấy thẳng tính, biết quan tâm và lo lắng cho người khác. Chúng tôi phát hiện nhiều điểm chung trong cách đánh giá một vấn đề, thích gặp gỡ bạn bè và đi ăn uống. Từ đó cả hai cho nhau cơ hội tìm hiểu. Lúc đó anh chia tay cuộc hôn nhân cũ được bao lâu? Khoảng một năm rồi. Trong một năm ấy tôi trải qua rất nhiều cảm xúc tiêu cực, bi quan và mất niềm tin vào chuyện tình cảm. Khi gặp Băng, tôi đã ở trạng thái cân bằng và sẵn sàng đón nhận một mối quan hệ mới. Tôi nghĩ lúc đó nếu chưa thoát khỏi nỗi ám ảnh từng thất bại, vẫn bị lo sợ hay đề phòng thì chắc chúng tôi chẳng tiến xa được. Khi đó anh và Hải Băng vấp phải phản ứng từ dư luận vì thông tin ly hôn của anh với vợ cũ chưa rõ ràng, cả hai đối mặt áp lực ra sao. Hải Băng bị cô là người thứ ba xen ngang cuộc hôn nhân của tôi và Diệp Bảo Ngọc. Cô ấy nhận nhiều gạch đá, thực sự rất tội nghiệp. Tuy nhiên sau này chính Ngọc, vợ cũ của tôi đã lên tiếng thanh minh cho Hải Băng. Tôi nghĩ đó là câu trả lời chính xác nhất cho mọi người. Đồn đoán, ai cũng có quyền được yêu thương, Hải Băng cũng vậy. Tôi động viên cô ấy rằng, vàng thật không sợ lửa, mình cũng thế, đúng thì không sợ dư luận. Điều gì giúp anh, một người đàn ông từng đổ vỡ, chinh phục Băng? Băng không đòi hỏi ở tôi nhà lầu, xe hơi hay của ăn của để, mà chỉ cần sự chân thành. Chính vì thế khi đến với Băng, tôi cố gắng để cô ấy nhìn thấy sự an toàn, lý tưởng và mục tiêu cụ thể. Khi đó ngoài công việc tôi dành hết thời gian cho Băng, tôi thường vào bếp nấu ăn cho Băng và đó chính là chìa khóa vạn năng để mở cửa trái tim cô ấy. Sau gần 4 năm bên nhau, kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất? Tôi nhớ nhất món quà đầu tiên của Hải Băng, đó là một chiếc thắt lưng da cô ấy mua trong chuyến lưu diễn. Băng kể với tôi rằng khi nhìn thấy người bạn trong đoàn mua quà tặng người yêu, cô ấy không biết mua gì nên bắt chước người bạn đó. Băng mua cho mình một chiếc, cho tôi một chiếc như đồ đôi. Đến bây giờ thỉnh thoảng chúng tôi vẫn mang ra dùng cùng nhau và trêu đối phương, cũng hiểu ý quá ha. Thất bại hôn nhân khiến anh thay đổi thế nào trong việc tìm bạn đời? Tôi sống cảm tính, không đặt ra một hình mẫu lý tưởng nào rồi áp dụng và tìm kiếm. Khi yêu, tôi đặt cảm xúc lên trên, chẳng kỳ vọng hay mong chờ điều gì ở đối phương. Thất bại một lần trong tình cảm khiến tôi chững chạc hơn trong cả suy nghĩ và hành động. Khi nhận xét một ai đó, tôi nhìn bằng mắt, nghe bằng tai và cảm nhận bằng con tim chứ không vội vàng đưa ra kết luận. Hải Băng không chỉ mang đến cho tôi tình yêu, sự tin tưởng, cảm giác an toàn mà cả thấu hiểu đến mức đôi khi chỉ cần nhìn thôi là đã biết tôi cần gì, cảm thấy như thế nào. Nhưng ở Băng, tình yêu và sự thấu hiểu anh đáp lại cô ấy điều gì? Tôi không phải người đàn ông khéo lấy lòng phụ nữ bằng lời nói, cũng không thích gồng mình để trở nên hoàn hảo hơn cho đẹp lòng người ta. Tôi chỉ là chính mình, vì nếu sống không thật về lâu dài sẽ rất mệt mỏi. Kể từ khi về chung sống, tôi sẵn lòng giúp Băng chăm sóc con cái, nấu nướng, làm việc nhà. Đó là sợi dây vô hình kết nối hai vợ chồng với nhau, khiến tình cảm thêm gắn bó khăng khít. Bất cứ lúc nào tôi cũng nhắc mình phải dành cho vợ sự tôn trọng để cô ấy không có cảm giác thiệt thòi. Hải Băng đối xử với bé Kít, con riêng của anh như thế nào? Cả tôi và Hải Băng không phân biệt con riêng hay con chung, đó chỉ là cách gọi. Mỗi khi bé Kít ở bên mẹ Băng và các em, Kít được yêu thương và chăm sóc. Đôi lúc tôi thấy Băng còn thương Kít nhiều hơn Kem, Kyo và Koi. Vợ chồng anh chọn cách nào để giải quyết những mâu thuẫn? Cuộc sống hôn nhân không tránh khỏi những lúc bất đồng quan điểm, nhưng phải sống bình tĩnh xử lý. Khi nóng giận tôi thường đi đâu đó cho thoải mái đầu óc, để không nói ra những lời nặng nề. Về nhà cả hai ngồi xuống cùng nhau mổ xẻ vấn đề xem mấu chốt ở đâu, nên giải quyết theo hướng nào. Lời xin lỗi với chúng tôi rất quan trọng, ai sai phải xin lỗi người kia chứ không ậm ừ cho qua chuyện. Chúng tôi có một điều tối kỵ là không tranh luận trước mặt con cái, kể cả trong lúc mất bình tĩnh nhất cũng phải nhớ rằng cãi nhau trước mặt con chẳng hay chút nào. Sau 2 năm chung sống và cùng nhau trải qua nhiều sự kiện quan trọng, anh muốn nhắn nhủ tới Hải Băng điều gì? Kết hôn với người từng trải qua đổ vỡ, tôi nghĩ đó là sự hy sinh lớn lao Hải Băng dành cho tôi, khiến tôi phải nhớ và trân trọng cô ấy. Như lần Băng mang thai bé Kyo, tính mạng bị đe dọa, tôi ước được chia sẻ một phần gánh nặng ấy. Với tôi, Băng là người vợ chung thủy, người mẹ dũng cảm. Tôi chẳng biết phải nói gì ngoài việc chăm chút hơn cho tổ ấm của mình, chăm sóc Băng và các con. Giờ đây tôi chỉ mong cả nhà được bên nhau, hạnh phúc và an yên.
Thank you.